hôm nay mình chúng mình sẽ cùng nhau livestream chữa từ vựng chữ Hán ngữ pháp của N2 nhé mọi người. Hay, hôm nay chúng mình sẽ có kanji từ vựng và ngữ pháp. Thế thì cái phần kanji này đầu tiên chúng mình nên làm như thế nào? Thì các bạn sẽ không cần quan tâm câu nhé, mình nghĩ là N2 các bạn biết làm rồi đúng không? Mình sẽ không cần quan tâm câu mà mình chỉ cần để ý cái chữ Hán này thôi. Phần này sẽ làm thật thật là nhanh nhé mọi người, từ nào biết mình khoanh ngay luôn ạ. Hay, nào, câu 1. Rồi, kiên sàng có đáp án số 2 này đúng rồi, đúng là mọi người chỉ muốn <laughs> làm bánh ngay đúng không? À, An sang đáp án 2, chào Hằng nha, Nghi vọng Rồi, Hồng sang chọn đáp án 2. Bảo Long cũng chọn đáp án 2 luôn. Chính sàng ni vàng. Câu này quá dễ đúng không? Hay, rồi nhìn cái là mọi người sẽ ra ngay nhé. Phần căn gì này thì đừng mất thời gian quá nhiều vì đề N2 của chúng mình sẽ không có quá nhiều thời gian để các bạn uh, các bạn chọn đáp án những cái phần này đâu. Chủ yếu phải tập trung vào phần đọc hiểu nhé rồi nên đáp án trong câu này mình sẽ coi luôn nha đáp án chính xác đáp án số hai ở ừ à, từ này học chưa phần canji ở trong dụng ngô đi chúng mình mà đã học khóa online đúng không hoặc là offline các bạn đều học chữ này rồi Ừ đê có nghĩa là gì ạ từ này mình học rồi này à, ok long có comment cho mình ngay đúng không là cánh tay rồi câu này sẽ dịch là thực ra là vì là livestream và vì là mình đang chữa đề nên mình sẽ dịch câu cho các bạn nhé còn khi đi làm bài thì các bạn không cần quan tâm đến câu nữa nghe chưa ạ? Rồi, mình sẽ có Kino kara ude ga itakute komatiru Đấy chưa ạ Komatiru tức nghĩa là khó khăn rắc rối đúng không? Tôi rất là khổ sở rắc rối uh, Vì cánh tay bị đau từ hôm qua Rồi, đơn giản ha Rồi, các chữ hán khác các bạn còn nhớ chữ hán của nó không? Các cái từ vựng khác 1, 3 và 4 này Mình sẽ có koshi Từ này cũng rất hay gặp nha, các bạn nên nhớ này Koshi là cái thắt lưng của mình ha Chữ hán của nó sẽ gồm bộ nguyệt này Bên cạnh là iru đúng không nào? Cần thiết ha, chữ yếu. Rồi. Tiếp theo là kata là cái vai đúng không nào? Mình sẽ có bộ hộ và bên dưới là nguyệt nhá. Và cuối cùng là hì ra thì mình nghĩ là hơi khó. Hì ra sẽ là cái đầu gối, được chưa ạ? Chúng mình vẫn có bộ nguyệt này, bộ mộc này, ở phía dưới là một cái nón và bộ giống bộ thủy, đúng không? Đây là hì Ok. Rồi vậy câu đầu tiên không làm khó đâu mọi người Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu số 2 nhá Mọi người có mình nhiệt tình thế nào Hay câu số 2 nào Rồi từ này cũng là một chữ Hán Mà đã lặp lại gặp lại Ở trong đề thi cũ rồi đúng không nào Hãy, Rồi ok Lưng cánh tay vai đầu gối Sử gối đây nè Hay. Câu 2 đáp án mấy đây nhỉ Rồi long sàng rất nhanh chọn đáp án số 4 này à, từ vựng này ở trong phần kanji N2 của chúng mình cũng học rồi đúng không nào? Mai Sàng cũng chọn đáp án số 4. Ngọc Sàng đáp án 4. Hai Thùy Sàng giống bằng. Thịnh cũng chọn đáp án 4 luôn. Ok. An Sàng giống bằng. Rồi Hồng cũng chọn đáp án 4 này. Hàng cũng chọn 4. Ok. Rồi, à có hàng Hà đi comment cho mình cả nghĩa luôn ha Linh rằng cũng chọn đáp án số 4 Rồi Thùy đã comment luôn cho mình nghĩa của câu Quá rồi tân sàng cũng chọn đáp án bốn quỳnh như cũng chọn đáp án số 4 luôn ok với mình cho đáp án các bạn luôn nhá vì giờ công này mình nghĩ các bạn cũng sẽ chọn được thôi khá là dễ đúng không nào hay đáp án chính xác của chúng mình chính xác đáp án số bốn sạc cư thấy chưa ạ xóa bỏ rồi từ này là một từ đã được xuất hiện ở trong đề thi cũ nên các bạn nhớ nó nhá hãy e furui de tao sakujo shita xóa bỏ tôi đã xóa bỏ các cái dữ liệu cũ đi rồi rồi cái từ sakuzo này rất hay đi với trong trường hợp xóa bỏ dữ liệu này đoạn văn câu văn này để chưa ạ nhớ chú ý cái này nhá còn những cái chữ hán khác thì các bạn sẽ thấy là nó bị thiếu trường âm này à có nó phải thiếu trường âm mà đổi âm đúng không hay là âm sột cự thì không phải rồi và trong chữ hán này chúng mình sẽ có hai chữ hán mình cũng học rồi chữ bên cạnh này mình có là Kezuru, đúng không? Nhớ thêm cả cái âm cân của nó nhá Thừa là cái này các bạn hay quên ha Khế dư là cắt gọt này, được chưa ạ? Và chữ này trong từ nô dô cự, đúng không? À, nô dô cự. được chưa ạ? Là ngoại trừ, loại trừ. Cái này mình cũng học ở trong phần kanji rồi nha. Hãy, rồi, câu số 3. Hãy nào, câu số 3 này mình cũng dễ này. Rồi ok, Long Sàng có comment đáp án 2, hình dáng, Hồng cũng đáp án 2, Thùy 2, An 2. Bó tay luôn rồi, ố. Sơn Sàng học phần N2 chưa, còn nhớ chữ Hán này không? Rồi ok hàng số 2 dáng vẻ ừ, Từ này ở trong phần kanji chúng mình đã học luôn rồi này đúng không nào Nó ghép bởi bộ à, Chữ này trong từ tsugi đúng không Và bộ nữ ha Từ này rất hay gặp rồi Hay mai sàng chọn đáp án số 2 Chào thắm sàng Hay hưng cũng chọn đáp án 2 luôn Ok Rồi có ai dịch được câu này luôn không nhỉ À từ này thì mình nghĩ là cũng khá là dễ các bạn đúng không Rồi chính xác chúng mình sẽ có từ này đọc là sugata nhé À, ờ, cái đáp án kia thì nó không phải rồi, đúng không nào? Hay, sugata là bóng dáng, dáng vẻ ha. Hai, ok, Vậy thì câu này sẽ dịch như thế nào đây nhỉ? Ừ. Mình có chủ ngữ là Watashi, đúng không? Watashi wa tooku kara kanojo ga hataraku sugata o mite ta. Câu này sẽ dịch là Tôi, đúng không? Đang nhìn dáng vẻ làm gì cô này? À, dáng vẻ làm việc, đúng không? Dáng vẻ cô ấy đang làm việc. tứ từ phía xa được chưa? Ok. Rồi, hay rất cảm ơn mọi người đã quay lại tôi thì trông thầy bóng giá làm việc từ xa của quay ok được được. Nhưng mà bỏ thì đi nhá. À, khi nào mình viết vào câu thì bởi bớt thì rằng thì làm mà thì câu của mình sẽ hay hơn, được chưa ạ? Rồi, sĩ. Câu số 4. Rồi. Uhm. Câu 4 này mới có cảm giác là hơi n2 một xíu đúng không? À, mấy câu vừa rồi mình nghĩ với các bạn vẫn là những câu đơn giản ha. Rồi kê okay. Long Sàng chọn đáp án số 4 Rồi Ngọc chọn đáp án số 4 Hằng chọn đáp án 4 Và có dịch cho mình luôn là bổ sung Hay eh, Long cũng chọn đáp án 4 Tiến Sàng 4 Hưng cũng 4 Rồi Long cũng có comment cho mình nghĩa là bổ sung luôn này à, Và từ này mình nghĩ các bạn cũng nên nhớ Bởi vì nó cũng khá là hay ra ở trong phần chữ Hán Hoặc là thậm chí trong phần từ vựng nó cũng sẽ rất là hay ra nhé À, ok, Mai sang chọn đáp án số 4 Rồi Thúy, Thúy chọn đáp án nào Thúy ơi Khi chơi thể thao thì nên uh, Thi thoảng bổ sung nước vào Ok, chính xác Đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 4 nhé ừ, Từ này mình học rồi, mang nghĩa là bổ sung Và từ này mình có từ này là Sui vừng là nước đúng không nào Hãy, mình sẽ có ngắt ở đây ha Chính xác rồi Khi chơi thể thao thì Thỉnh thoảng đúng không nên bổ sung nước Ok, cái này chắc là ai biết rồi Hay. Các đáp án khác thì các bạn nhớ chữ hán của nó không? À, thốt tạ thì chữ này là chữ lấy đúng không ạ? Thực ra cái từ thố đự này nó có rất nhiều chữ hán ví à, Dù như trong từ lấy mình học rồi này Hoặc là ở trong N2 thì chúng mình có cái từ trong từ sai yô đúng không? Cũng đọc là thô đự nhá Tuyển dụng vào cũng được, nó có rất nhiều nghĩa à, Số 2, a à tạ là chữ chữ đương Đúng không? Mang nghĩa là chúng để chưa ạ? Số 3 các bạn còn nhớ từ này không? tham mốt sự, Chữ hán của nó sẽ là chữ bảo uhm. Người dùng miệng bảo vệ cây Nhớ ôn lại cách nhớ luôn, tranh thủ ha Rồi kệ Sĩ kỵ chúng sẽ đến với câu số 5 nào Câu 5 Câu 5 thì từ này mình nghĩ là N3 thôi Đúng không? N3 thôi Chúng mình đang chuyển sang từ phần cho chữ cho âm đọc Và mình sẽ chọn chữ hán nhé với cái trận phần chọn chữ Hán này thì ra là nó sẽ có một cái kiểu nó hay lừa giống như câu này này. Tí mình sẽ nói cho các bạn. Rồi. Rồi, Hưng chọn đáp án 3, quản lý câu này đúng là câu N3 đúng không? Đúng không? Không phải là câu N2 mà câu N3 rồi. Tháng sang chọn đáp án 3, Long sang chọn 3, Thúy ok. Chào Thúy, chọn đáp án số 3. Đấy, Hằng cũng chọn 3 và dịch nghĩa cho mình luôn là quản lý. An sàng chọn đáp án 3. Rồi, còn ai nữa không? Các bạn khác đâu rồi? 83 người đang xem cơ mà. Xin hãy nghiêm túc trong việc quản lý tiền bạc. Ờ, ok. Dịch rất tốt. Ừ, hãy. Rồi, thực ra câu này chính xác là đáp án đơn giản quá các bạn rồi đúng không? Đáp án 3 nhá, không còn bàn cãi nữa. Không đi, đáp án 3. Quản lý. Từ này thực ra mình đã học ở trong N3 luôn rồi đúng không ạ? Ờ uh, cái nó hay lừa ở đây là gì? Đó là nó sẽ đưa các chữ Hán có cùng âm đọc Ví dụ như cái chữ quan này Các bạn đứng một mình nó vẫn đọc là căng đúng không? Cái chữ cái chữ đi này người ta cũng vẫn đọc là đi Thế nhưng mà khi đó ba chữ này ghép vào nó không có ý nghĩa nhé Đấy chưa? Đấy là một cái kiểu lừa rất hay lừa ở N3 thậm chí là N2 Rồi Thanh Như đáp án 3 Phương Anh 3 <laughs> hay, như sáng đáp án 3 Rồi ok Đáp án 3 quản lý từ này quá dễ rồi à, Chủ ngữ đây đúng không? Việc quản lý tiền bạc đúng rồi chính xác Vừa nãy Long có dịch cho mình từ kỳ chín tụ là nghiêm túc cẩn thận đúng không? Thì hãy quản lý cẩn thận nghiêm túc vào Được chưa ạ? Chính xác Rồi ừ. Các đáp án khác thì nhớ nhá Chữ này thì là chữ quan nhá Trong quan dân Được chưa ạ? Còn chữ ri này thì mình rất là quen thuộc ở trong từ bên đi rồi đúng không nào? Thì cái tên hàng này mặc dù nó cũng là căng đấy, nó cũng là ri đấy nhưng nó không có nghĩa nhá yeah, ok tiếp theo nào chúng mình sẽ đến với câu số 6 đâu cứ bảo rồi câu này cũng là một câu khá là n 2 đúng không hay phan chọn đáp án trên nhỉ rồi diệu sang có đáp án số 2 ngọc sang đáp án 2 hưng cũng đáp án số 2 luôn dân sang hay dây mos đáp án hai như sang đáp án 2 ok hàng có con muốn cho mình nghĩa thường xuyên liên tục Dũng sàng đáp án 2, Hương cũng chọn hai luận. Thúy sàng chọn đáp án 2. Thắng chọn đáp án 2, ok. Kanji N3 hay sao ấy à dễ quá à. <laughs> Thật ra là cái phần chữ kanji này nó có nằm trong ở N2 bên mình có nhá, chữ tuyệt. Chữ tuyệt này ở bên kanji N2 của bên Dũng Ngô đi là nó có ở trong đấy đấy ạ. À N2 à quên Phương Anh Phan 2 mãi đỉnh. Ừ, rồi kệ. Okay. Linh em chọn 2. Ừ, không ngừng chính xác. Cũng được mình sẽ dịch nhận được. Quỳnh Như chọn đáp án 2. Rồi Long sàng comment nghĩa cho mình này, tuyệt vời. Hế sàng 2. Rồi ok, đáp án đúng chính xác là đáp án số 2. Các bạn siêu quá. Này chắc năm nay đỗ hết rồi. Không phải nghĩ nữa rồi. Hả? Rồi hào sàng chọn 2. Mong phần ngữ pháp các bạn cũng phát huy được như này nhá. Đáp án chính xác đáp án số 2 Thái Dự. À, chữ này là chữ tuyệt các bạn chắc là biết rồi Nó trong từ dệt tay đúng không? Bản thân cái chữ tuyệt này các bạn cứ nhớ nghĩa đen của nó Cái nghĩa gốc cơ bản của nó là ngừng Và dự thì mình học ở trong N3 rồi Thái dự Nghĩa là nay đúng không? Không ngừng nhá? Thì mình sẽ dịch luôn là không ngừng thôi Hoặc là nó bằng với thường xuyên luôn luôn cũng được Xã hội thì thay đổi không ngừng Được chưa ạ? Đơn giản vậy thôi à, Số 1, số 3 với số 4 Thì các bạn sẽ thấy là nó cái cách đọc của nó sai rồi Số 1 này là trong chữ hoàn Trong hoàn toàn đúng không? Khang gen chẳng hạn Số 3 cũng là Số 3 là chữ đình Đọc là T Đúng không? Trong là mất điện á T đen ha Và số 4 này Cẩn thận chữ này nhá Chữ này thì không biết N2 có không Nhưng mà để N2, N1 khả năng Nó có thể vào âm đọc này Thổ đô cu đấy Thổ đô cu là đình trệ à, ngưng chậm trễ đúng không chỗ này trong cái từ diêu tai ấy, các bạn học rồi đó thì có một cái âm cân nó rất là khó nhớ như này đó thì thêm vào nhá rồi tiếp theo mình sẽ sang với câu số 7 nè nắp ạ à câu 7 này cẩn thận nha ôi rồi sư gối nè ngọc sàng thô đô cô đợi chính xác à, cái âm đấy rất là khó nhớ đấy ạ cái âm đấy thì hên xui có thể nó sẽ vào n 2 trong câu khó hoặc là n 1 nhá rồi câu số 7 câu 7 này cẩn thận bị lừa nha các bạn hay. ok, Long Sang chọn 4. An Sang chọn 4. Long có comment cho mình luôn rồi, Hạ cánh không bị lừa. Thúy Sang cũng chọn đáp án số 4 này. Hay Dũng chọn 4. Rồi, Hằng cũng chọn 4 và dịch lá Hạ cánh. Tuyết Mai, Mai Sang chọn đáp án số 4, Ngọc Sang Dương bạn. Ok, ủi. Live không kịp luôn. Phương Sang 4, Thanh Như 4. Rồi Ồ, oh, có bạn trả đáp án 1 này. Ngọc Sàng Disney. Hay Hương Sàng chọn 4, Hưng chọn đáp án 4 như vốn luôn. Ok. Câu này các bạn không bị lừa nhờ, Giỏi quá trời. Rồi. Có một cái kiểu nó cũng hay lừa nữa nhưng thực ra là cái kiểu này nó ít thôi, nó không bị nhiều ở trong đề đâu. Đó là các đáp án cũng có cũng có cách đọc giống như thế này nhưng mà khi mà ghép vào nghĩa thì nó không ra nghĩa, đúng chưa? Nên với câu này thì khi các bạn thấy là à đây cũng là cổ đây cũng là cổ thì mình phải đọc câu nhá. Rồi, câu này sẽ là gì đây ạ? Hikugi ga kakko hajimeru to hageshi zutsu ni mimawareru koto ga Rồi, Chúng mình sẽ có một số từ vựng kiểu N2 đúng không? Như là hageshi, dữ dội này, à zutsu. Đau đầu này, đúng không nào? À mimawaru". Rồi, ok. Nào, vậy thì khi máy bay bắt đầu thế nào đó thì rõ ràng khi các bạn dịch đến đây rồi thì không thể nào là một hay là hai được, đúng không? Mà đáp án đúng trong câu này là đáp án số 4, chính xác, thả cổ này nhá, hạ cánh. Rồi, ok, chính xác. Đấy, rồi, các bạn đều chọn đúng rồi nha. Hay vì câu này sẽ dịch là gì đây ạ? À? Khi máy bay bắt đầu hạ cánh chính xác rồi thì thỉnh thoảng à có cái từ này là một cái từ khá là mới này, mì mau. Mì mau các bạn bình thường hay dùng là nghĩa là thăm bệnh đúng không? Nhưng mà ở N2 các bạn nhớ thêm một nghĩa nhé, hứng chịu cái gì đó, được chưa? Khi mà máy bay bắt đầu hạ cánh thì thỉnh thoảng tôi bị có những cái cơn đau đầu rất là dữ dội, đúng chưa ạ? À? Rồi mới có ai có bị như này không? Thường là khi nào mà hạ cánh mình sẽ bị ù tai ha. Rồi, ở trong này thì mình sẽ có số 1 cũng là khạc cổ. Nhưng cái này sẽ mang nét là gia công nhá. Gia công sản xuất thì nó đúng với chữ Hán của nó luôn. Chữ Hán số 2 này bản chất nó cũng đọc là khạc Nhưng nó lại mang nét là cửa sông. Được chưa ạ? À? Chữ này chữ Hà và chữ khẩu. Còn cái chữ số 3 này thì không có. Được chưa nào? Và nhớ cái chữ này cho mình nhá. Chữ này là chữ giả. Ở trong N2 mình học rồi cũng đọc là khạc. Hoặc là kệ đó, nhưng mà ngày thì không có nghĩa, chưa? Rồi ok, siêu Câu số 8, 8 bạn. Ok, Rượu sang người đầu tiên comment cho câu số 8 này đáp án 2. Câu này khá là dễ đúng không? Anh Phương chọn 2, Phương Kiêng chọn 2. Ừm, câu này chắc là không lừa được ai đâu ạ. À? À, ah, hay daimas. Chọn đáp án 2. Trương Hoàng anh cả á? Hãy chọn đáp án 2 luôn. Rồi, hạnh sang 2, Mai 2. Rồi ôi câu này mà bị lừa nữa thì dở rồi đúng không? Câu này quá dễ nhỉ? Hàng chọn 2 Hay, Đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 2 chứ còn gì nữa đúng không? Nào ai có ai dịch được câu này giúp mình không nhỉ? À, mấy cái từ kia thì không nhầm đúng không? Chữ do này cũng đọc là do nhá Nhưng mà thường nó sẽ nằm ở trong cái từ ví dụ như là Thì nhớ không ạ? Cứ thoát hiểm này Hoặc là do shiki Đúng không? Tri thức thông thường đúng không nào? À, chữ tai này trong chữ thể đúng không chữ du này cũng là chữ liên quan đến trạng thái mà nó hay dùng về rô kiều chẳng hạn mấy bác này nó không có chữ hán này nhá nó không ghép được luôn á đúng không rồi thế ra chọn hai quỳnh hai ừ bốn 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 là đi rồi bốn là đi rồi à, nay không có nghĩa nhá rồi trạng thái bình thường hay, hầu như không có xài đâu ạ à. nào sau khi đâm đầu vào tường thì tình trạng trở nên nguy hiểm <laughs> ok Chúng à, chúng mình sẽ có từ này là kabe. Hay, đây là atama. Nhắc lại một xíu thôi, chắc là mấy từ này các bạn biết rồi. Kiken ha. Kiken. Đó, chính xác. Rơi vào trạng thái, dâu tay là trạng thái nguy hiểm sau khi mà va đầu vào, vào tường. Ok, sẽ vậy thôi ạ. À. Hay, chính xác. Câu số 9, Q bằng. À, rồi, sang câu số 9 chúng mình đã bước sang phần mới đó là phần từ vựng với phần từ vựng này thì chỉ có một cách duy nhất đó là phải đọc dịch được nha. Mình không có làm mẹo ở đâu, được chưa? Ok. Rồi, hay, tuyệt vời. Ừ. Câu số 9. Nào, chúng mình có một cái từ cũng rất hay có là thô cho dinh bất thô dinh Rồi, ok, mai sang cho đáp án số 4 này. Hay hay. À, Hằng cũng chọn đáp án 4 Câu này thực ra là nếu mà tính ở trong đề N2 Nó cũng sẽ là một câu khá là dễ gây nhầm lẫn Ha ừ. Hay rồi Dũng Sàng chọn đáp án 1 này Hiếu chọn 4 này Ngọc Sàng chọn 4 Hương Sàng chọn 4 Đấy là lý do nhiều khi các bạn học từ vững ấy các bạn đừng nên chỉ học mỗi cái nghĩa thuần của nó Mà thỉnh thoảng các bạn có nên học thêm cả những cái cái câu mà nó hay đi cùng ấy. Thì bạn mới hiểu được rõ nghĩa của nó nhá Rồi, Ngọc Sàng có comment cho mình là chủ đề thịnh hành Ok, khá là ok rồi đấy, đấy ạ Linh em chọn đáp án 4 này Hưng sàng dịch cho mình là chủ đề bàn tán rồi hay thô sinh bất sự nhân vật xuất hiện ừ. cái từ thô rồ này chính ra n 3 rất hay có nhá khi mà nói về những cái người mà xuất hiện ở trên tv uh, trên phim ảnh bạn trên phim này trên tiểu thuyết này người ta hay dùng cái từ thô rồ này ha trời ơi mọi người comment bình nhân quá không kịp đọc luôn thế sang B xong này, hoài sang rồi, mai 4 bình an 4. Đó phương anh 4 này. Các bạn đều chọn 4 ha. Rồi, ke phương ke 4 thành như 4 rồi. Đáp án đúng chính xác là đáp án số 4. Được chưa ạ? Từ này là qua đây nhá. Ờ nếu mà nhìn lướt qua các bạn sẽ nhìn thấy là bốn thằng này nó đều có cái chữ đai là chữ đề đấy. Thế nhưng mà nghĩa của chúng nó khác nhau. Ờ kono anime wa tōjō jinkutsu ga totemo kawaii to Uh, da de, wadai ni cái từ hòa đai này có những cái sách nó sẽ dịch là chủ đề Thế nhưng các bạn phải hiểu rõ là chủ đề như thế nào Nó sẽ là cái chủ đề mà được đưa ra để bàn tán nhé các bạn Chủ đề hot đấy, được chưa? Thế nên câu này sẽ dịch là gì đây ạ? À? Bộ anime này, cái bộ phim hoạt hình này Nó đang trở thành một cái chủ đề hot bàn tán ở trong giới trẻ uh, Và tố này sẽ hiểu là cái nội dung bàn tán đấy là gì? Là nhân vật xuất hiện trong đó rất rất dễ thương đấy chưa rồi ok vì thấy có hằng và long dịch rất là tốt đúng không Nhưng mà suy cho trong anime rất dễ thương rồi ok chính xác hai được chưa ok rồi vậy thì các đáp án khác chúng mình sẽ có nghĩa là gì ạ à? từ đầu tiên nào các bạn từ này é xem là có ai có con đúng không các đáp án khác nào một hai và ba thì sao với phần từ vựng này thì mình buộc phải biết nhá cố gắng ôn tập lại này đâu rồi rồi số một mình sẽ cho bạn nhé kadai À, thực ra cái từ khadai này bản chất là nó hay sử dụng khá là nhiều ở trong n bao nữa. Khá đai các bạn biết là gì không? À, rồi, hàng có comment cho mình là khadai là chủ đề. Nghe thấy không? Nếu mà dịch chỉ đơn giản các bạn chỉ biết nó là chủ đề thì rõ ràng là một với cả bốn nó rất là giống nhau rồi. À, đề tài. Rồi, ok. Thực ra mà nói thì khadai đai nó sẽ hơi thiên về dạng vấn đề nhé. Thách thức hoặc là nhiệm vụ gì đó. Được chưa? Nó sẽ khá là gần với cái từ môn đai ấy. Nhưng mà khả này thì nó hay đi với những cái kiểu vĩ mô Ví dụ như là ờ uh, Cái gì nhỉ? Uh, vấn đề về môi trường chẳng hạn Nó đang trở thành một cái một cái khả của xã hội Một cái vấn đề, một cái uh, Mà mình cần phải giải quyết Nên dùng khả nhé Đấy chưa? <laughs> đề bài Đó, cái hiểu cách dùng của nó nhé ừ. Rồi số 2 mình có từ đai mê Chắc cái này không ai sai rồi Đai mê ừ. Rồi đề tài môi trường đó, các bạn phải nhớ cái kiểu sử dụng của nó nhé đai mê đai mê thì khá là dễ ừ đai là cái đề tài chủ đề đúng không mê là tên đai mê nó là tiêu đề thôi các bạn không có gì hết dễ quá rồi Hay. À, rồi mình sẽ có nốt cái từ đai dài này nha rồi đai dài Đai dai thì nó sẽ nó là đề tài nghiên cứu luôn thôi Không có vấn đề gì cả Chủ đề đề tài nghiên cứu nó sẽ thuần với cái nghĩa đề tài nhé các bạn rồi ok Hãy đi tiếp nào với câu số 10 Câu số 10 ấy Câu này mình nghĩ là câu khó này <laughs> Rồi, câu số 10 nào Động từ phức một phần mà các bạn đều không thích Rồi riêng cái phần động từ phức này thì các bạn chú ý giúp mình đó là uh, nên tra rồi thêm qua phần luyện đề. Tại sao lại như thế bởi vì là khi các bạn luyện đề mình sẽ thấy là có những cái động từ mà nó thường xuyên được xuất hiện ở trong đề ở trong đề. Và làm qua phần luyện đề thì mình cũng sẽ nhớ cái cách dùng của nó hơn ấy ạ. Ừ, còn nếu các bạn chỉ học thuần trong sách thì mình nghĩ là vẫn chưa đủ. Rồi. Có vẻ câu khó rồi đây. Hiếu rằng chọn đáp án 2. À quên đáp án 4 của mẹ. À rồi, Hằng chọn đáp án 2. Thế sang chọn đáp án 2. Ngọc sang chọn đáp án 2. Uhm, An sang chọn đáp án 1. Chưa gì đã thấy có 2, 4, 1 từ đây này. Còn thiếu mỗi 3 từ đây này. Long sang chọn đáp án 2. Chúng mình sẽ có một cái từ vựng quát phải dịch được câu này đã. Đúng không nào? Hãy uh, mô ca đợi. Chữ Hán viết đây nhé. Ừ, một cao là kiếm đúng không? Kiếm lời hoặc sinh lời, sinh lãi rồi thúy sang sẽ đáp án hai ừ, đúng là câu khó rồi hãy nào mình sẽ cùng nhau xem nhá giảm meta hút gái nên ngừng ngừng cái việc gì đó đúng không ngừng cái việc ngay lập tức thế nào đấy với những cái câu chuyện như kiểu là có thể kiếm tiền một cách dễ dàng đơn giản đúng không nào ok sao mọi người không ai chọn em vậy <laughs> rồi một cao để lãi thu lời đúng không cái này mình học rồi nha Vậy thì đáp án đúng sẽ đáp án mấy? Mình sẽ cùng nhau xem các đáp án này có nghĩa là gì nhé. Nào, ai cho đáp án 1 nhỉ? An Sằng cho đáp án 1 nào. Kake kumui. Kake -kume. này nghĩa là gì ạ? Cái này các bạn nào mà đang ở bên Nhật sẽ rất là hay nghe thấy ở trên tàu điện. Kake kumizu. Nghe rồi chưa? À, cái kake này nó thuần là cái việc chạy lao vào như các bạn. Các cái komijousa nó sẽ chỉ cái hình ảnh mà khi mà tàu nó sắp đóng cửa rồi mình cố gắng mình lách vào, mình lao vào trong. Thì cái là cái từ này. Vậy nên bác này, bác ấy sẽ thuần nghĩa đen. Đó là chạy vào, lao vào. Được chưa? Nên cái này không phải. Mình đang không cần nghĩa đen, mình có chạy vào gì đâu. Đúng chưa nào? Rồi. Số 2. Fude. Các bạn chọn rất nhiều đáp án 2. Vậy thì đáp án hai nghĩa là gì ạ? Fude nhá chữ này thì mình có một âm đọc là sa wa thế nhưng mà khi đi với d thì mình đọc là su d rư nhé để trên nào à, rồi thầy có người chắc chắn là đã đã tra từ đúng không <laughs> quý chọn án 4 bi chọn án một đấy vừa chọn án một giải thích xong rồi rồi su rất nhiều người chọn bởi vì mình thấy có cái chữ tiếp xúc đúng không ạ ao là lẫn nhau ha nhưng mà vấn đề chữ này thì nó sẽ cũng mang đấy là tiếp xúc tiếp xúc nhưng nó sẽ mang hàm ý gắn kết thấu hiểu nhau mà trong này nó có nói gì về vấn đề gắn kết thấu hiểu không? À, không đúng không? Chết rồi, nhiều bạn sai quá. Uhm, rồi, thấy có có bạn chọn đúng rồi này, thì chọn 4 này. Bay nhảy vào câu chuyện này, chính là chọn 4. Rồi, ok. Lao vào uh, Ame Yuki cho đoàn 4. Rồi, cái thằng này vẫn ít không quá chọn đúng không? Chê ha. Yori Kakaru. Yorikakaru nó sẽ mang nét là tựa vào hoặc là dựa vào Nó sẽ đi được cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhé Ví dụ như là tựa vào cây, tựa vào tường Đúng không? Kabe ni yorikakaru Ngoài ra nó cũng có mang nét bóng là dựa dẫm vào bố mẹ chẳng hạn Thì câu chuyện này nó cũng không liên quan gì đến dựa dẫm hay là tựa vào đúng không nào? Rồi sau khi loại trừ ra các bạn có đáp án số 4 đây ạ Tobitsuku Ok <laughs> Chúc mừng các bạn đã, con mừng sau Ok Chính xác, nhảy bổ vào tôi biết là nhảy bổ vào nhưng nó có cái nghĩa bóng nó mang nét là tham gia vào hoặc là nắm bắt cơ hội vào cái gì đó được chưa câu này sẽ hiểu là bạn nên dừng cái việc là ngay lập tức nhảy bổ vào nghĩa là tin ngay tham gia ngay vào những cái câu chuyện như là gì đấy có thể kiếm lời một cách dễ dàng giống kiểu các bạn đi nghe về cái um, đa cấp vừa chưa đấy đúng không bán được ngân này, một ngày nó sẽ bán được bạn thể thu được một tỷ đấy mình thấy thấy ngon quá mình phi và mình mình tham gia luôn đó thế chính là thổ bị sư cự nhá được chưa ạ đó chữa nhanh chút à chết rồi chậm quá rồi câu số 11 nào hay đó dò câu này dễ rồi Nó ok có cái câu vừa rồi nó hơi khó thì mình kỹ một chút xíu ha ôi oh, rồi <laughs> tuyệt vời Đúng rồi, chữ ký. Trong liên quan đến cái từ mà ghé vào nữa đúng không? Câu số 11 thì chúng mình sẽ chuyển sang phần từ đồng nghĩa nhá Từ đồng nghĩa thì cũng tương tự. Các bạn chỉ cần nhìn chữ đỏ và mình sẽ chọn một cái từ mà có nghĩa gần nhất với cái từ đó thôi. Rồi, ok. <laughs> rồi. Ê, hiếu sản chọn đáp án số 3. Mai chọn đáp án 3. Tuấn Trạ chọn 3. Trinh Sàng cũng chọn đáp án 3 luôn kê Đức 3, Thúy 3. Câu này bắt đầu sang phần này vẻ dễ rồi đúng không? Ba Linh em chọn 3, Tuấn Sàng chọn 3. Nên các bạn sẽ thấy rằng là đi thi cũng thế, không phải là câu nào cũng khó. Nó sẽ có câu khó, câu dễ và gọi tỷ lệ câu dễ cũng khá nhiều nên các bạn cố gắng nhé. Hằng chọn đáp án 3 rồi, Hương chọn 3, Mai chọn 3. Ok, câu này quá dễ, không có gì để bàn cãi ha. Đây là Kakuji. gì à, mỗi người, đúng chưa nào? Ba, chính xác. Một人, một人. mỗi người. về vấn đề này thì mỗi người đều phải có trách nhiệm. Ừ. các đa án khác thì nó không có gì khó. Watashi là tôi nhá. đại là cái người đại diện, người đại biểu. ha. arata là bạn, chấm hết. dễ quá trời. Đó, ok, xin câu số 12 hai. Tôi sẽ quyết định chịu trách nhiệm cho từng người một. Đúng nhỉ? Ơ, à, từ từ mất thế. À, không phải, không phải cho từng người đâu. Mà chủ ngữ này, gã. Nhá. ờ à. được chưa ạ? Không phải là cho từng người một đâu. nha Long. Câu số 12. Thì mình nghĩ cái từ này có vẻ cũng sẽ hơi khó với các bạn ha. Nhưng mà nhìn chữ Hán là sẽ biết chữ này là chữ gì này. Hana Bùi chọn đáp án 3. Chính Sàng chọn đáp án 2. Trần Hương chọn đáp án 3. Uh, Linh em chọn 3, anh Phương chọn 3 Hiếu chọn đáp án 3, Hoài chưa tăng dung lượng, uh, tăng âm lượng máy đúng không? Thúy chọn đáp án 3, Thu Hương chọn đáp án 3, ok Rồi, ớ có Thanh Như chọn đáp án 2 này Thật ra là đừng nghĩ overthinking với các bạn Mình có từ này là ồ môi đúng không? Ồ, mê, ồ môi Ồ môi là nặng ha, ồ môi là nặng, trọng đúng không nào? Thế câu này sẽ là gì? Tehoshi là mong muốn đúng không? Tôi mong muốn là có một cái chính trị như là gì đây? Chính trị là thế nào đó với ý kiến của số ít số Sui Ken. Rồi ok, vẫn nghe ok mà. Hoài chưa bật mic rồi đấy, à, chưa bật loa rồi. Ok, nên đáp án đúng trong câu này sẽ là gì? Nặng đúng không? Nó sẽ bằng với coi trọng nhé Đáp án 3, Thai sư Nisuru. Được chưa ạ? Trọng thì là coi trọng thôi nhá. Ok. Tôi sẽ hiểu là gì? Tôi cần mong muốn có một cái chính trị mà coi trọng ý kiến của số ít người ừ? uh, Mặt sư là thẳng này, không có vấn đề gì rồi Majime là nghiêm chỉnh, chỉnh chu này uh, Nghiêm túc này, sư yêu cự là Đấy, mạnh mẽ, đúng không? Không có gì hết ha tiếp Thì kịp, Jiu Samba, câu số 13 nào Đấy Rồi Câu số 13 từ vựng này cũng là một từ vựng đã được xuất hiện ở trong phần uh, từ vựng bên 2 bên, bên Dũng đi rồi đúng không? Rồi, Hương chọn đáp án số 2. Ok, Ngọc chọn đáp án 2. Rồi, Quý Sang chọn đáp án 2 luôn. Ồ, có biết xét xét tổ ở gì không? Có ai có mình nghĩa giúp mình ạ? Hương chọn đáp án 2. Long chọn 2. Thúy chọn đáp án 1. Ngọc chọn đáp án 2. Hương chọn đáp án 2. Hana chọn 2. Phương Anh cũng chọn đáp án 2 luôn. Rồi, Thúy sao chọn 2? Thúy có xem lại bài không? Thúy mọi người nào chọn 2 nè. Mai sang chọn đáp án 2. Ủa, Hiếu chọn đáp án 3 hả? Hai. Rồi, nào. Như sang chọn đáp án 2. Rồi, chúng mình sẽ có từ xe tổ này là Biết <laughs> từ này là ngon thôi đúng không? Siêng năng, cần cù chăm chỉ cần mẫn làm gì đó nhá. Thế câu này sẽ là gì? Anh ấy đang viết cái gì đó rất là chăm chỉ vào và vợ cũng đang rất là cần cù cần mẫn để viết cái gì đó vào vợ ha. Vậy thì à, rồi ok, sai nghỉ xem like luôn. Nên đáp án đúng cho câu này sẽ là đáp án số 2 nhá. sinh <laughs> nhị, nhiệt tình đúng không? Chăm chỉ cần cù. À số 1 là thu cự vừa gặp xong này, Xa, không phải nhá. Số 2 là à số 3 là Joji nhị cũng không đúng. Số 4 là Thanosiso nhị trông có vẻ vui <laughs> vẻ ha cũng không hợp lý đúng không? Rồi ok. sửa sugoi nhé. Rồi, câu số 14 ạ, Jiu Yong và Ờ, cậu ý nha, câu này là một câu mà đã từng xuất hiện ở trong đề thi cũ rồi các bạn. Uhm, chăm chỉ nhiệt tình rồi ok. Đó, thì về xem lại nghĩa nha. Uhm. Thực ra là nói mà nói thì cái bài từ đồng nghĩa bạn đã hiểu nó là không phải là 100% tổ sống hệt nhau mà nó sẽ là gần nghĩa nhất Đúng chưa ạ? Nhá, chứ không hẳn là nó y xì nó đúng hệt với cách dùng đâu Rồi, ok Chào Nam Sàng Hay e, Long chọn đáp án 4 Chính chọn đáp án 1 Bảo Ngọc Ngọc chọn 4 Oanh chọn 4 Rồi, mình có cái chữ Hán của chữ này là hịch kiểu Chữ Hán nó hơi khó một xíu uh, Kiểu có một năm nó ra nhưng mà mình nhớ nó cũng không ra chữ Hán đâu Nó cũng chỉ ra Hiragana này thôi Hay Trong Power Drill có chữ này Trời ơi Tuyệt vời Hay Khả gì chọn 4 Hana chọn 4 Hưng 4 Thanh Như 4 Mai 4 À rồi kê okay. Lang sàng có Tuấn có con cho mình là lươn lẻo này Phương Anh 4 Rồi Minh Kha 4 Chính xác Thì kiểu nó sẽ mang nét là kiểu gian xảo ấy Hoặc là chơi kiểu chơi bẩn đấy mọi người chơi lươn lẹo, chơi chơi xấu tính đúng không? Kiểu như vậy. Thế nên câu này sẽ là gì? Mình có từ này là tà nhá. Thực ra là N2 thì các bạn cũng đã biết hết từ này rồi. tà nhá. Câu này sẽ dịch là tôi đã mọi người đều đã rất giật mình đúng không? Với cách làm lươn lẹo gian xảo của anh ta. Vậy thì lươn lẹo gian xảo nó sẽ bằng với từ Zurui nhá. Đáp án số 4 chính xác, danh mãnh xảo quyệt. Ok. Hai. Hằng mọi người đúng hết ha. Rồi, sugoi. Không kịp like nữa rồi các bạn ơi. <laughs> rồi ok, từ tay là lạnh lùng này. Ờ uh, shinken từ này các bạn cũng phải nên để ý mình nhá, nghiêm túc rất hay có trong đề thi. Ờ uh, là tốt bụng thì thế này nó 3 là 4 rồi. Hay. Rồi, câu số 15. Hừ, chuyển sang phần các bạn đều không thích rồi, ngữ pháp các bạn ơi. Rồi ok. Mai sang cho đoàn 4. Tháng sang cho đoàn 4. Ủa, Ameyuki 4, tuấn sang chọn 4. Bích Ngọc chọn đáp án 1 này, Nam 4, Trang cũng chọn 4, Ngọc 4, Trần Hương 4. Rồi ok, chắc là câu này cũng sẽ có một cái ấn tượng gì đó rất là lâu, rất là sâu với các bạn đúng không? Mình nhớ là năm vừa rồi vừa ra xong. Tại sao các lại chọn 4 mà trong khi có những cái mẫu cấu trúc như là 1 hay là 2 cũng dịch là cho dù. Hả? Đúng không? Mình đặt câu hỏi như vậy ngay ha. Rồi nào Thủy Sang cũng chọn đáp án 4 rồi. Hãy đáp án chính xác của chúng mình sẽ đáp án số 4 nhé. Thực ra câu này mà nói nếu các bạn đẩy vào dịch nghĩa thì sẽ rất là dễ nhầm. Mình đang có một cái đặc điểm rất rõ ràng ở đây đó là cặp có không nhìn thấy không ạ? Cặp có không. Đây chính là một trong những cách kết hợp của cái bác số 4 này. Nghị kakawarazu. Nào, rồi ok, nhiều bốn thế chắc là bốn rồi Rồi ơi <laughs> rồi, Ok, bất kể rồi Hằng có comment cho mình là Bất kể tuần sau có tham gia buổi giải thích hay không Thì nhất định phải đọc cái tài liệu này Rồi ok, chính xác ạ à. à đúng rồi, chính xác Cái point của mình chỉ là sư được này Vậy nên là khi mà khi mà học ngữ pháp thì ngoài việc học nghĩa ra Với những ngữ pháp có cách kết hợp ngắn hoặc là cách kết hợp đặc biệt Thì các bạn nhớ phải lưu ý giúp mình nhé với nhi kakawara dự nó hay đi với cặp động từ có không Cặp tính từ cũng thế sẽ là cặp khẳng định phủ định Với danh từ của nó sẽ là những cái danh từ mà có nhiều sự lựa chọn Đúng không? Ví dụ như là quốc tịch này Hay là gì ạ? À, về kinh nghiệm này, đúng không? Độ tuổi này Đó, nó rất hay gặp cái thằng nhi kakawara dự này ha Rồi ok, số 1 Thu ạ Thực ra cái này nó là cấu trúc của bác N1 Và bác này cũng rất hay gặp ở trong đề N2 nhá Cho dù Được chưa? có ai nãy, có ai comment cho mình đáp án rồi á long sàng đấy rồi nhắc đến ạ cho dù cái này cho dù nhắc đến cái này thì đằng sau nó sẽ là những cái nhận xét phán đoán của người nói cái này thì không liên quan nhận xét phán đoán rồi đúng không nào mặc dù dịch nó cũng khá là giống đấy ạ số hai tostemo các bạn học rồi nó cũng là cho dù nhưng mà nó sẽ đi với dạng giả định nhất giả sử cho dù thế nào đó được chưa nhá giả sử cho dù Ni kagirazu thì cái này các bạn biết rồi. Kagirazu. Ok, mẹ. đi với danh từ nhá, không chỉ mà con đúng không? Đằng sau nó rất hay đi với những cái từ như là mố chẳng hạn. Hạ. Rồi câu này thì chính xác point tụ nó nằm ở ngay đây này. Xem tác dụng của từng ngữ pháp một. Ừ. Rồi ok. Với câu này thì nếu mà dịch từng câu thì các bạn sẽ có thể là dễ nhầm đấy, nhưng mà nếu mà nhìn vào cái point tụ về cách kết hợp sẽ ra ngay luôn và không được sai được câu sẽ dịch chính xác bất kể có tham gia vào cái buổi thuyết trình tuần sau hay không Thì tài liệu này nhất định cũng vẫn hãy đọc trước nhé Được chưa Rồi chính xác hãy mình tưởng lừa các bạn cơ Nhưng không lừa được ai cả Rồi câu số 16, câu này mình nghĩ là dễ này Rồi mai sàng chọn đáp án số 1 Phúc chọn đáp án 2 Cái số 2 là cái trông dớ dẫn nhất mình lại chọn à Rồi Ame yuki chọn đáp án 1 Hương chọn đáp án 1 Linh chọn 1 <cười> <cười> rồi Tuấn Giang chọn đáp án 1 Hằng chọn đáp án 1 Câu này mình nghĩ là dễ thôi Thực ra là cấu trúc N3 rồi đúng không nào ừ. Long chọn 1 Như Sàng chọn đáp án số 1 Ngọc chọn đáp án 1 Rồi chúng mình sẽ có cái từ đầu tiên là từ Shokubutsu ha Shoku Thực vật đúng không nào Ờ, từ này cẩn thận cho mình nhá Chỗ này cũng cẩn thận này Shiki Đừng qua đọc là Shiki nhá rồi uh, trái lại mặt khác rồi sử gối nè đúng hết ạ à. chính xác đáp án đúng sẽ là đáp án số 1 nhé các bạn <laughs> ừ. hăng mền nhìn chưa hán là ra đúng không hăng mền hăng là phản mền là diện một cái mặt đối lập của nó được chưa ạ à? ngữ pháp hăng mền sẽ sử dụng khi nào sẽ mô tả hai mặt thường là trái ngược nhau của một chủ thể nhé chú ý cái mình là của một chủ thể để chưa nào nhá. Yeah. Vậy nên câu này sẽ dịch là chủ thể được đưa ra là cái thực vật này, được chưa? Rồi chính xác. Loài thực vật này thì samusa ni tsuyoi, shike ni đúng không? Cái loại thực vật này thì nó nó chịu lạnh rất là tốt, đúng không ạ? Thế nhưng trái lại nó lại rất yếu với hơi ẩm và và độ nóng, được chưa? Rồi, số 2 thì nó chả phải cấu trúc ngữ pháp gì hết. Được chưa? Câu dễ chuyển nhanh nha <laughs> Ok Sao hết rồi Nào cái thằng số 2 này thì mình hay đi với tối ưu tên thôi Nếu mà muốn dùng thì sẽ là ở cái điểm gì đó Cái này là một cái cách dùng hay hay là cách nói thôi Không phải là ngôn ngữ pháp Mono Rồi số 3 này là một cái ngữ cấu trúc khá là lạ nha Nó sẽ bằng với nô nhị Huh? ở N1 mình sẽ gặp nó, nó sẽ hầu như gần gần đúng với nô nhí, nó sẽ sử dụng khi mà mình có những cái cảm giác bất mã hoặc là hối tiếc hoặc là phê phán với cái điều mà trái với gì mình mong đợi, được chưa ạ? Cuối cùng là karatouxt thì các em cũng chú ý cho mình, nó có hai nét nghĩa nha Một là nó sẽ thường đi với dạng phủ định một phần, được chưa ạ? Dẫu nói là thì cũng không hẳn, dẫu nói là người Nhật đi chăng nữa thì không hẳn ai cũng ăn được sushi. Số 2 thì nó sẽ là một cái dạng để đưa ra lời khuyên à, Dẫu còn nóng đi nữa thì ăn kem quá nhiều cũng không tốt đâu Tức nghĩa là cái vế đằng sau của nó rất hay đi với dạng phủ định nhá Đấy là một cái thuyên tội một cái các bạn có nhận biết mẫu ngũ pháp này Để trên nào Rồi ok Đấy, 17 nào À chúng mình sẽ có cái từ đầu tiên có đọc được không ạ? Kai chiu den to Đâu mấy, thiếu phải Kai chiu den to nó là uh, đèn pin để chưa nào rồi thủy sản chọn đáp án số 1 phương anh chọn đáp án 1 y sẵn chọn đáp án 1 linh 1 ok hana chọn đáp án 1 câu này thực ra nó không phải là mẫu ngũ cấu trúc n2 gì mà quá cao siêu ở đâu các bạn rồi ok việt huy chọn 1 thủy 1 ngọc 1 hương cũng chọn đáp án số 1 Ờ, rồi mình sẽ có cái gì đó đúng không? mình sẽ có động từ gốc ở đây là động từ sử dụng. Đúng không? khi mà sử dụng cái đèn pin thì đèn chỉ ra khí tệ hết pin và nó không nó không sáng scanner khát tạ rồi. thế thì đáp án chính xác các bạn đều chọn đúng rồi đấy ạ. đáp án một mình đi nhanh nhá. với những cái dạng mẫu ngữ pháp ghép này thì cách tối ưu nhất đó là các bạn tách mẫu ngữ pháp ở trong cái đáp án ra. rồi đáp án một. tại sao lại là một thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy nó có đuôi tà Tara và đuôi Nara Đúng không? Hai bác này đều có Rồi và với câu này thì nếu các bạn dịch là nếu sử dụng cái đèn pin Thì nó không hợp lý mà nó phải là sau khi Đúng chưa nào? Mà nghĩa sau khi đấy thì chỉ có bác Tara mới có thôi bác Nara nà này không có Đúng chưa nào? Tiếp theo mình sẽ xét tiếp là Yo với cả Yo Toshimasu Yo Toshiru nó là cố gắng tại thời điểm nói Yo nhĩ sơ đựng ở N4 nó cũng là cố gắng Nhưng mà nó sẽ là cố gắng duy trì cái việc gì đó thành thói quen Và thường là một cái việc gì đó tốt nhá à, Và trong câu này các bạn thấy là sử dụng nó không phải là cái việc gì đó cần sự duy trì đúng không nào Nên đáp án đúng sẽ là một Sau khi cố gắng bật cái đèn pin thì pin hết và không có sáng Thế thôi Rồi ok Hay, hiểu chưa ạ Câu số 18 nào À ok rồi, đấy nhá, với những cái câu như vậy thì các bạn cứ tách ra Tách ra thì sẽ dễ nhìn hơn Và các bạn dịch đúng là được ừ, Chứ thực ra là học sinh đều sợ cái câu đấy Mà mình thấy câu đấy chính là lại rất là dễ ăn điểm Nếu các bạn dịch chính xác Rồi, câu 18 Long sàn chọn đáp án số 1 Ngọc chọn đáp án 1 Chan sàng chọn đáp án 1 Chính 1 Hương 1 Câu này cũng dễ á, câu này nó là câu thuần ngữ pháp À ở trong một đề thi N2 thì thường những cái câu dạng thuần ngữ pháp này nó sẽ chiếm khoảng 4 câu. Một câu theo kiểu từ vựng và còn đâu những cái câu còn lại thì có thể là tôi cái ngữ thêm nhận ngữ hoặc là những cái câu ngữ pháp ghép giống kiểu vừa rồi. Ha. Duy chọn đáp án 1 như một hàng một Ok, thực ra câu này dễ quá. thành chọn đáp án 1. Hà chọn Hòa quen Hà Thu Hà đúng không? Một tuấn một phúc và ba vẩn phúc ơi. Sao lại ba? <laughs> Rồi ok Đáp án 1 dễ quá không có gì hết hai Tại sao lại đáp án số 1 nào Đáp án 1 là gì các bạn có cố gắng con mình nghĩa đáp án cho mình nhá Nayan đã uh. Khăn khả wa nan nè mô nayan đã À ghê cự sư nhí đi con Mình sẽ có từ sư y nhí này cẩn thận không nhầm này Sư y nhí này là Cuối cùng thì rồi anh chị em của nó thì có một số thằng như là giặt này hay là gì nhỉ? Yu yak đúng không? Ừ. Rồi ok, trời ơi tuyệt vời quá Sau một thời gian băn khoăn đã dẫn tới ly hôn ừ. Cô ấy bao năm chân chờ quyết định ly hôn Rồi chính xác, cách kết hợp vẫn nhớ cho mình nhá Đó là V V tả Hoặc danh từ nộ Được chưa ạ? Ừ. Nó sẽ là gì? Sau khi một hồi đúng không? Sau khi đắn đo phân vân sau khi nghĩ ngợi rất lâu, nó sẽ thường có những cái để mô tả cái việc mà mất thời gian hoặc là bỏ công sức cho cái việc đấy, mình sẽ có đề nan nề mụ được chưa nào? Và về sau thường là đi với hậu quả xấu nhất. Và anh em của nó thì mình có một thằng Nó là thằng sư ệ nhị còn nếu không? Cũng là cuối cùng sau cùng nhưng mà có thể đi được cả tốt cả xấu. Đó, tranh thủ nhau lại cấu chung ngữ pháp một chút nhỉ. Hay, rồi câu này đơn giản thôi các bạn dịch đúng rồi đấy ạ Cô ấy sau rất nhiều năm phân vân phiền não Thì cuối cùng mình đã chọn việc là ly hôn Đó ok chính xác ok Thổ cô đồ đệ Chúng mình sẽ có một cấu trúc khá là khó Vê tà thổ cô đô đệ cũng là vê tà nhá Ở N1 mình gặp thằng này Thằng này có một đặc điểm nhận dạng Đó là vế trước của nó thường hay đi với những từ như là Đô na ý cư đào cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không về sau rất hay đi với dạng phủ định cho dù tôi có anh ta có xin lỗi thế nào đi chăng nữa thì cũng không có quay trở lại được cái mối quan hệ ban đầu Đó, nó sẽ mang nét như vậy nhá rồi bakari nhỉ thì bằng với xây đấy cái này thì trong bài mình học rồi đúng không nào tại vì và kara nhíu ạ còn nhớ không kara nhíu ạ thì là một khi mà đã thì hoặc là vì nên đương nhiên là giống như là một khi đã hứa thì phải làm nhớ câu đấy trong đầu nhé đó. Rồi bạn này vậy nó có một cái thằng là y ư ạ hoặc là y rổ ạ cũng là nó ha. Y rổ ạ. Đấy, được chưa ạ? Nhớ thêm nhá Ừ, rồi. Đấy, cho dù nhưng chỉ về. Ok. Rồi, câu số 19 mình sẽ chuyển sang phần dấu sao. <laughs> một phần mà thường thì học sinh cũng khá là sợ. Mình thì ít khi sai phần này. Nhưng mà học sinh thường là các bạn có cái kiến thức gốc ấy mà không chắc hoặc là cách kết hợp ngữ pháp mà không chắc thì sẽ rất là dễ sai câu này nha. Hi, ok, Ngọc Sàng có đáp án là 4132. Hằng 4132 rồi, An cũng chọn đáp án như vậy. Ninh Sàng, Ninh Bảo Ngọc 4132 rồi. À, các bạn comment cho mình ngữ pháp xuất hiện trong câu này nha. Chút thủ mặt tế. Như Sàng sẽ đáp án số 3 rồi, Thu Hà 4132 đều giống nhau hết. Chính Sàng cũng đáp án là 4132. Yuki, onaji desu ne. Rồi ok, hai bạn Yuki luôn này. Ừ. Rồi, ngữ pháp gì xuất hiện trong câu số 19 này ạ? À? Mình đang nhìn thấy có một ngữ pháp xuất hiện này. À ok, cảm ơn Hằng. Nhí, xôi Xôi Hoặc là đúng hơn mình có học một cấu trúc ngữ pháp là nhí sốt tệ ừ. đúng không ạ? Rồi. Chính xác. Ok, tuyệt vời quá. Rồi chúng mình với cái hàng cấu trúc nhí sốt T này nhá. Chúng mình sẽ có hai cách sử dụng. Hơi nhanh quá. Mọi người cân chọn nhau Rồi ok. Một đó là men theo dọc theo. Men theo. Đúng không? Hai nó là uh, dựa theo. Dựa trên. Rồi, với cái nghĩa men theo dọc theo này thường nó hay đi với kiểu men theo bờ sông, men theo hàng cây, men theo con đường. Những cái thứ mà nó trải dài đúng không ạ? Còn cái nghĩa dựa theo này rất đi hay đi với cái từ gì đấy trong này luôn này Rất hay đi với bác này Bác hô sinh này Phương châm Đúng chưa? Dựa theo phương châm này Dựa theo kế hoạch này Dựa theo nguyện vọng này Đó, rất hay đi với những cái bác như vậy Nên nhìn một cái Các bạn đã nhìn thấy ngay là a à, thằng 4 này với thằng một này khả năng là một xe tộ rồi Đúng không? Bây giờ mình còn số 2 và số 3 Mình có từ này là ghi dị Phiên họp Phiên họp thì vào đây nếu mà có gá ở đây rồi thì không thể nào là ba ở đây được đúng không nào? Mà nó buộc phải là cái gì? Gá. Rõ ràng là phải là phiên họp gá. Và thì ba mình sẽ có nốt chỗ này mình lấp vào thôi. 4, 1, 3, 2, chính xác. Ok, đều đúng hết. rồi Vậy thì câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Rồi chính xác, 4, 1, 3, 2 nhá. Ta bàn đây rồi. Câu này mình sẽ có cách dịch như thế nào đây ạ? Ừ. America safe note hỗn để nỗ lực, được chưa? Uh, ni ừ, không thấy ai comment đi hết. Rồi, mình sẽ dịch như thế nào đây ạ? Mình sẽ có từ ngắt từ đây đúng không? Ngắt từ lại này ha. À, dựa trên cái phương châm của chính phủ Mỹ, đúng không? Ạ? Thì phiên họp đang được tiến hành đơn phương, Ipoteki là theo kiểu một chiều, được chưa? đơn phương hoặc là có những cái trường hợp các bạn thể dịch này là một cách phiến diện cũng được một chiều phiến diện nhá rồi chính xác rồi tuyệt vời câu số 20, câu cuối cùng nào câu này chắc là dễ thôi không có ngữ pháp gì quá khó ở đây ha bởi sau nhớ các bạn nhớ vào đúng giờ nhá chúng mình sẽ like từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 và ngày mai cũng thế ngày mai nội dung của chúng mình sẽ là like uh, từ vựng chữ hán ngữ pháp N3 người nhớ vào xem nhá nhớ nhá phúc nhá rồi Phúc chọn 3241 Xuân sàng cũng thế Ngọc sàng cũng chọn giống như vậy Rồi Long cũng là 3 à, Long là 2431 ạ à. 2431 uhm. Rồi xem nào Rồi ê, eh, Quang sàng 4 đúng rồi, Như 3241 Hầu như các bạn đều đang xếp là 3241 đấy Quang, à, Long có thử xem lại không Ồ oh. Tôi tưởng câu này khó không khó mà người cũng xếp linh tinh quá nhỉ. 3142. 3241. Ồ. Oh. Bara bara desu ne. Ok, mình sẽ cùng nhau xem nhá. Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện ạ. À. Rồi, ok, cảm ơn Phúc rằng nhĩ kurabete. So với sử dụng để so sánh hai sự vật với nhau và nó đi với danh từ nhận danh từ nhĩ kurabete. Nào mình sẽ xét xem những cái này có cái gì ạ? một là phương y kỵ bầu không khí phương y kỵ bầu không khí rồi hai là buổi tối ba là thành phố nô no, sau nô no đi với danh từ nha tiếp theo là hiru kurabete vậy thì kono sau nô no, cái này thì không thể là cái buổi tối này hay là cái buổi trưa này đúng không nó không phải là một cái sự vật để các bạn mô tả được này nên nó sẽ là kono machi rồi ok các bạn nó sẽ là đây, 3, 2, 4, 1, được chưa ạ? Kodo machi no yoru wa hiru ni kurabete fungiki ga chigao, thì nó sẽ thuận hơn, đúng không nào? Rồi, buổi tối của thành phố này so với buổi trưa thì bầu không khí hoàn toàn khác biệt ha. Cái này thì không có cấu trúc gì quá khó khăn cả ha. Hay, ok. Ê, tiếp theo chúng mình sẽ có một câu thành ngữ ở phía cuối cùng. Rồi, các bạn hiểu câu thành ngữ này không ạ? Ừ, nhị gì? Eta mono wa ushinai yasui rồi. Chúng ta có chủ ngữ là, là mono, eru là có được, kan tan là đơn giản đúng không? Usinai là mất đi và cuối cùng mình có yasui là dễ dàng. À, mình có cách dịch luôn ở đây đúng không? Những thứ mà dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi. Vậy nên là nếu N 2 mà các bạn đơn giản có được đúng không? Thì chưa chắc là mình đã có lâu ở trong đầu đâu. Mà có khi là những cái thứ mình cảm thấy nó rất là khó khăn. Đúng không? Mà mất công sức, mất thời gian Phải bỏ ra rất nhiều công mình mới có được Thì lúc đấy nó mãi mãi là của mình để chơi nhỉ? Đó, thì đây là một câu thành ngữ Cố gắng nhé các bạn Đó, tại sao N2 nó lại khó? Bởi vì gì? Vì những thứ mà có được thì sẽ dễ dàng mất đi thôi Mình phải cố gắng, phải cực khổ đúng không? Hãy, rồi, nay buổi livestream chúng mình sẽ kết thúc Ở đây Hãy em đói quá để cho nên cho em nghỉ ăn cơm rồi ngày mai chúng mình cũng vẫn sẽ có live stream vào khung giờ này nhá. 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày mai chúng mình sẽ là live stream từ vựng chữ hán và ngữ pháp của n 3 mọi người nhớ vào xem nhá hay bye bye kadeshama deshita.